Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Có hẹn với TV. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Cái quán đá đậu đó chừng 10 năm rồi mình không ghé. Một bữa tạt qua với bạn học hồi cấp 3, bật cười nhận ra những cái ghế gỗ xưa hai đứa học trò có thể ngồi chung giờ quá nhỏ nhắn so với những cái mông đàn bà đã chảy nhão xồ xề. Bạn với mình đã con cái đùm đề, quán vẫn nằm chỗ cũ, vẫn cách bài trí cũ, bàn cũ, ghế cũ, hương vị cũng cũ. Chỉ những người cũ ngồi đây chiều nay là bị thời gian thể nghiệm sự nghiệt ngã ráo riết của nó. Tóc hai chị em bà chủ quán đã trắng xóa. Hồi mình còn học thì hai mái đầu kia chỉ bạc lai rai, đôi lần thấy họ nhuộm khi chị khi em. Những khi tóc một trong hai người đàn bà lỡ thời bỗng trở lại xanh mịt mùng, luôn xuất hiện một ông ăn mặc chải chuốt bắt ghế ngồi gần quầy nước nói cười rù rì. Mấy đứa học trò tinh quái ó ré lên kêu: "Tụi bay ơi, năm sắp lên xe bông kìa!" Và theo sau đó là tiếng nạt nộ sượng trân của người đàn bà đã qua xuân sắc: "Đồ con nít quỷ!" Nhưng hai chị em mãi vẫn chưa kiếm được tấm chồng cũng đẹp, hiền hậu, giỏi giắng. Chỉ chữ duyên là hẹn nay hẹn mai rồi biệt mù. Mấy cái thằng cha đó hả, toàn hứa rồi xách đít đi mất. Bà hai cười trả lời câu hỏi của khách cũ rằng mấy ông hồi xưa chàng ràng ở đây giờ đâu. Miệng bà móm vì mấy cái răng sâu bị rụng một cách mất trật tự, như hậu quả của một cuộc cướp bóc thô bạo, như không phải tự dưng mà chúng rụng. Một lời hứa lấy đi vài ba năm tuổi, ít nhiều hy vọng, lôi tuột cái thuốc nhuộm ra khỏi tóc, khắc nhì nhằn thêm vài nếp nhăn lên da. Thời gian đã bạc, biết lấy gì nhuộm bây giờ. Em ơi lửa tắt bình khô rượu, tự nhiên câu thơ của Vũ Hoàng Chương nhảy nhót trong đầu mình khi thấy bà hai cầm cuội dọn ly, còn bà Năm túc tắc cầm dẻ lau bàn, và tiếng ho rớt lay lắc nhẹ hiều không đủ sức nảy lên sàn nhà nhiều mảng gạch đắp phá, chỗ mà mấy ông tán tỉnh xưa ngồi chéo ngoẩy, giờ là cái tivi màu đang chạy chữ giới thiệu chương trình phát sóng buổi chiều. Hai bà già trở nên rạo rực, không biết bữa nay họ bắt được thằng trời đánh ấy ông hèn. Phim gì vô duyên, lòng vòng mấy bữa rẫy mà thằng ôn dịch đó vẫn chưa đền tội. Cái sao xuyến đó khuấy cái không khí chìm nghiễm ù lì của buổi xế trưa lên, mơn man loan qua chỗ tụi mình ngồi. Bạn dẹp mình qua một bên, phụ họa với hai bà già, hồ hởi bàn tán cái phim Đài Loan dài tập chiếu trên đài truyền hình đang vào độ gay cấn nhất. Mình ngạc nhiên khi biết bạn có thể thảnh thơi khóc cười với phim sến rợn ngay vào giờ cơm tối, giờ cả nhà sớm về. Giờ đó có ai ở nhà đâu mà không rảnh. Bạn bồi hồi giải thích, chồng hứa về ăn cơm, nhưng thường hứng chí tạt qua quán nhậu. Con cũng đi chơi bóng rổ sau buổi học thêm. Có bữa cả nhà rủ nhau đi ăn ốc, thì cơ quan chồng tiếp khách đột xuất: "Thôi, để mai, chừng chục cái mai á, thì mới thành một bữa ngồi quán tiêu nghỉu vì nguội thèm, cục hứng." Và gốc cột bị mối ăn, bếp dột,
một người họ hàng nằm bệnh cần thăm viếng. Bạn hay nhận được lời hẹn mai, những hẹn hò bẻ bàng, mòn mỏi vì người hẹn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian phía trước. Chỉ tivi là đúng hẹn, rủ mình đứng lên về. Bạn nói phải nấu cơm cho xong trước khi kênh 8 chiếu tập 50 bộ phim tình cảm. Xong xúc tô cơm vừa ăn, vừa coi tập 12 trên kênh 3. Đến tập 36 trên kênh 7 thì đi ngủ là vừa. Hai bà già bán quán gật gù tán đồng. Buổi tối của những người đàn bà này giống hệt nhau. Lúc mình với bạn chẻ nhau mỗi đứa đi một hướng, mình sực nhớ tụi mình không hẹn lại cuộc sau. Mà hai bà già bán quán cũng không đon đả kêu mai nhớ ghé ăn đá đậu như 10 năm trước. Hẹn hò trở nên đầy rủi ro, gây sát thương trong đời sống quá nhiều bất trắc. Về ngang qua ngôi mộ cổ nằm bên đường, tự hỏi cùng với người nằm dưới mộ này có bao nhiêu lời hứa được chôn theo, có bao nhiêu thời gian của người ở lại bị bạc màu. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.